Chào anh em trở lại shop Duy Kiều nha. Bữa nay Duy Kiều mới nhập về 3 mẫu đá. Thì có mắc có rẻ. Mẫu này là mẫu cá mập. Cá mập về đại dương. Đây hàm răng cá mập đây anh em. Mẫu này có nó là chặt 7 nha. Đây review cái này cho nó kỹ chút xíu nha anh em. Không anh em nói sao cây ná về nó cong nó xéo nha. Cái này á, là mình cắt theo cái một cái miếng một khối inox nó vuông như thế này, nhưng mà mình bỏ cái phần bên này đi, mình lấy cái đường thẳng bên này. Khi anh em cầm lên như thế này anh em mà tưởng đâu cái ná nó xéo xéo đúng không, nhưng mà không phải đâu. Có nó là mình phải cầm, mình phải để lấy cái chân từ dưới này, nó sẽ thành một đường thẳng như thế này. Anh em khi anh em cầm lên anh em bắn, quan trọng là cái chân này nè đó. Còn ở dưới này cái kiểu của nó là như vậy nha. Quan trọng mình cầm nè, đó, mình cầm ở trên này nha. Nè, là anh em thấy nó đều, nó vuông. Có nhiều anh em mua hàng lỡ mà không biết đó, tới nơi nói cây ná xéo xẹo anh em không nhận. Thì cái này anh em phải xem trước, anh em thấy ok hay nè. Nếu như mà anh em cầm như thế này, tính từ khúc này lên anh em thấy nó xéo nè, đúng không? Nhưng mà không phải đâu, có nó là phải như thế này. Còn cái thân này nó không đi với cái này đâu. Thân là để mình cầm cho nó ôm tay nè. Đó, cái kiểu của nó là như vậy. Tay trái hay tay phải gì đều được nha, tại vì tay quan trọng là cái khúc này đó. Còn cái khúc đằng sau này là tay mình để đâu mình để thôi, cái kiểu của nó là như vậy. Đó, cá mập tia sét nha, chặt của nó là chặt 7. Ok rồi, cái mẫu này thì one hit 2021. Thì cái dòng One Hit này á, thì từ xưa tới giờ là nó vẫn anh em vẫn ưa chuộng. Với đối với những cái dòng ná có thước ngắm á, thì One Hit là lúc nào nó cũng ok nhất. Cái này là One Hit kim tiền. One Hit kim tiền. Nó có thước ngắm rồi kẹp rồi ốc vít gì nó ở đây nha, như kèo không gáp vô, nhưng mà anh em coi thì anh em sẽ hiểu thôi. Thước ngắm của nó là ở đây. Đó, thước ngắm mà thước cân thủy luôn, thước cân thủy đây rồi. 140.000 cây này nè, báo giá từng cây nha. Hai cây này là bằng giá, còn cây này giá nó cao hơn báo sau. 140.000 một cây, tặng kèm cho anh em là một nhẫn hít bi, một bịch bi 200g và bốn sợi dây có nhiều loại dây lắm. Như kiểu để tượng trưng nè, xanh đỏ trắng vàng, dây bắn tới gò má cũng có luôn nè, dây gì sai đó anh em lấy loại nào cũng được. Rồi dây 1mm cũng có nè, 1mm hai lớp, 1mm một lớp cũng có luôn. Rồi nhà dây 0.7 nè, đó là 140 bao ship nha. Rồi cây này là cây One Hit 2021 nè, thì nó cũng 140 bao ship luôn. Anh em mở con ốc này ra, cái này thì thước ngắm người ta đã làm sẵn lên đây luôn nha. Đó, để gần lại cho anh em xem nè, thước ngắm là nó để sẵn lên đây luôn. Tức là nó nguyên khối của nó luôn á, anh em muốn tháo ra cũng không tháo được nha. Đối với hai dòng ná này là nó góc cạnh của nó không có bén đâu, nó rất là ok, thì anh em bắn cũng không có sợ nó ảnh hưởng tới dây mình đâu. Cái này người ta quấn thêm để cho anh em cầm cho nó ôm tay nè, cái này nó đưa vào đây cầm nó rất là êm tay. Đó, chặt nó là 8.3 hai cái này, ok nha. Cái này thì dặn bằng lục giác, còn cái này thì nó dặn bằng con ốc dài này nè, về anh em lắp ráp vào là biết. Rồi bây giờ cao hơn thì có cây này, cá mập tia sét đó. Như kiều thuận tay trái, như kiều cầm tay trái nè vẫn ok, tay phải nè ok bình thường nha. Đó anh em nhớ nhìn kỹ nha, chứ không mà nói ná xéo là chết như kiều luôn. Tức là nguyên một lô mấy trăm cây, cây nào cũng như cây đó, chứ không phải là có một cây này nó như thế này.
tất cả nó đều như vậy. Ở đây có hai cái lỗ này nè, nó có anh em muốn gắn đổ ốc thì anh em đổ ốc, mà anh em muốn gắn dây đeo thì anh em gắn dây đeo. Ok. Rồi có kèm thêm một cây lục giác nữa, 250.000. Cây này là 250.000. Bao ship là tặng 4 bộ dây với một bịch bi. Với một cái nhẫn hết bi này nè. Là 250.000. Bao ship. Ngoài ra Duy Kiều còn rất là nhiều mẫu khác đã đăng những video trước, anh em hay theo dõi anh em biết rồi nha. Nó có những cái mẫu khác từ 150, 200, 150, 160, 170, 200 thì đó rất là nhiều. Nhưng mà mẫu này là mẫu mới. Đó, hàng mới vừa về thì đăng lên cho anh em xem. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ Duy Kiều nha. Anh em nào thích trải nghiệm ná mới này thì liên hệ. Đặc biệt anh em phải nhớ giúp Duy Kiều là cây ná này á, nó không, anh em nhìn theo góc độ của anh em nhìn nó sẽ không đều, nhưng mà thực chất nó là một cái khối hình vuông, và mình cắt, và cái xưởng người ta làm á là người ta cắt cái phần bên này đi nhiều, người ta chừa phần bên này lại thành một hình, một đường thẳng này đó, người ta chừa bên đây lại, cắt bỏ phía bên này đi. À, đây là Duy Kiều, không phải là hàng của Duy Kiều là như thế này, mà tất cả những người khác, nếu như sau này ai bán cái mẫu này Duy Kiều mới nhập về, những người khác người ta có nhập về sau á thì hàng của người ta cũng sẽ như thế này thôi. Duy Kiều có hỏi rất là kỹ rồi, chứ không phải là cái ná bị lỗi. Mới nhìn Duy Kiều cũng sợ như vậy, Duy Kiều phải hỏi liền. Người ta nói là cái kiểu nó là như vậy đó, cái kiểu nó là như vậy, chứ không phải là làm lỗi đâu, mà tất cả nó đều như vậy, người ta chỉ làm đều ở phía trên thôi, thành hình vuông. Nhưng mà khi mà người ta lấy cái tay cầm nó đưa qua bên phía bên này rồi thì anh em nhìn vào nó sẽ khác. Nhưng mà nếu anh em nhìn đúng theo cái nghĩa của nó sẽ rất là đẹp. Cá mập cây này ít bữa nữa Duy Kiều sẽ test thử, chưa test, mới vừa về thôi, nhưng mà cầm nó rất là, thấy là rất là thích. Đó, bên đó họ làm cũng rất là ok. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt anh em nha.